Cô chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục qua một cái bài mới trong chương 3 tam giác đồng dạng, đó là bài khái niệm hai tam giác đồng dạng. Sau buổi công chiếu ngày hôm nay á, mà bạn nào viết bài không kịp thì các bạn có thể xem lại video và viết bài đầy đủ nha các bạn. Rồi, để mở đầu cho bài học ngày hôm nay thì cô có 6 cái hình ảnh trên màn hình cho các bạn xem. Các bạn quan sát xem cái 6 cái hình ảnh này nó có cái điều gì đặc biệt không? Thực chất ra 6 cái hình ảnh này được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là hai cái bản đồ, nhóm thứ hai là hai cái biển báo cấm và nhóm thứ ba là hai cái tam giác. Như vậy, hai cái bản đồ này nè. Các bạn nhìn thấy nó giống y chang nhau không? Nhưng mà nó khác nhau về kích thước, một cái lớn một cái nhỏ. Tương tự hai cái biển báo cũng vậy luôn, một cái lớn một cái nhỏ và hai cái tam giác một cái lớn và một cái nhỏ. Các bạn nhìn thấy nó sẽ giống y hệt nhau nhưng mà khác nhau về kích thước. Như vậy ta không gọi nó là bằng nhau được. Mà trong toán học của ta, ta sẽ gọi nó là đồng dạng với nhau. Được chưa các bạn? Đồng dạng với nhau thì các bạn có hiểu nôm na, các bạn hiểu rằng nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau về kích thước đó. Ví dụ như một cái lớn cái nhỏ. Được chưa? Thì ta gọi nó là đồng dạng với nhau. Như vậy thì trong chương trình học của mình, để cho cái việc chứng minh cũng như việc quan sát rõ ràng và dễ dàng nhất cho các bạn, thì người ta sẽ chọn hai cái tam giác đồng dạng với nhau để mình tìm hiểu. Thì các bạn thấy ha, rồi cô sẽ chọn hai tam giác này là đồng dạng với nhau. Thì cô mình qua bài 4 khái niệm hai tam giác đồng dạng. Thế nào là hai tam giác đồng dạng? Hai cái tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và tam giác ABC nó có gì đặc biệt? Điều đặc biệt thứ nhất đó là góc A phẩy bằng góc A, góc B phẩy bằng góc B, góc C phẩy bằng góc C. Rồi, cô sẽ sử dụng cái thước đo để cô đo độ dài ba cạnh này. B phẩy C phẩy của cô sẽ bằng 6. A phẩy B phẩy bằng 4. A phẩy C phẩy bằng 5. Cô điền 5. Giờ cô đo cạnh BC bằng 9. Cô đo tiếp cạnh AB của cô sẽ bằng 6. Cô đo tiếp cạnh AC của cô bằng 7,5. Như vậy bây giờ cô sẽ đi lập tiểu số cạnh A phẩy B phẩy trên cạnh AB thử, là sẽ bằng 2/3. Cái này mình học rồi cho nên cô làm nhanh. Cạnh A phẩy C phẩy trên cạnh AC là 5 chia 7,5 là 2/3. B phẩy C phẩy trên BC cũng bằng 2/3 luôn. Như vậy cô có được ba cái tỉ số này bằng nhau. Do đó khi mà hai tam giác đồng dạng, hai tam giác mà nó có các yếu tố là hai ba cái góc bằng nhau, ba cái cặp cạnh nó tỷ lệ với nhau, thì cô gọi hai tam giác đó là hai tam giác đồng. Định nghĩa như sau: tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC nếu cô có ba cái cặp góc bằng nhau và ba cái cặp cạnh tỷ lệ sẽ bằng nhau. Được chưa các bạn? Như vậy thì cô có một cái ký hiệu là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC, hoặc cô cũng có thể viết là tam giác BAC đồng dạng với B phẩy A phẩy B phẩy. B phẩy C phẩy, xin lỗi, B phẩy A phẩy C phẩy. Mình sẽ viết theo thứ tự các cái đỉnh bằng nhau. Được chưa? Rồi, có một cái điều nữa đó là ký hiệu đồng dạng quen thuộc với mình. Có một số bạn không biết viết, mình viết như sau. Các bạn nhìn lên màn hình theo con chuột của cô ha. Mình sẽ viết chữ cờ, sau đó mình vòng lên và mình viết cái cờ ngược lại. Được chưa? Đó là ký hiệu đồng dạng. Rồi các bạn hình dung rằng hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có ba cặp góc bằng nhau và ba cái cặp cạnh tỷ lệ bằng nhau luôn. Rồi các bạn viết bài giùm cô. Cái hình vẽ thì các bạn có thể chừa chỗ ra để một lát nữa các bạn viết nha. Lát nữa sau buổi học thì các bạn xem lại, các bạn viết. Xong rồi hả các bạn? Rồi mình qua phần bây giờ cô sẽ có, ví dụ như cô có được ba cái
cái điều như sau, đó là ba cái góc bằng nhau, ba cái cặp cạnh này tỷ lệ bằng nhau luôn, thì cô sẽ suy ra được là hai tam giác đồng dạng giống như nãy giờ mình học. Tương tự năm lớp 7 là ba cái góc bằng nhau, ba cái cạnh tương ứng bằng nhau, thì cô sẽ suy ra được hai tam giác bằng nhau. Nếu mà cô có hai tam giác bằng nhau thì cô cũng sẽ suy ra điều ngược lại này. Do đó hai cái điều này là hai cái điều tương đương nhau. Vậy thì ở trên tam giác đồng dạng cũng vậy luôn, nếu cô có hai tam giác đồng dạng thì cô cũng suy ra được điều này. Do đó hai cái điều này là tương đương nhau. Được chưa? Do vậy thì tam giác đồng dạng, tam giác AB phải A phải B phải C phải đồng dạng với tam giác ABC thì nó sẽ tương đương cái điều này. Rồi. Các bạn cũng viết vô luôn. Rồi, cô hướng dẫn thêm các bạn là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC thì cô có được cái tỷ số là A phẩy B phẩy trên AB bằng B phẩy C phẩy trên BC bằng C phẩy A phẩy trên AC và bằng K, đây là tỷ số đồng dạng. Các bạn viết hai tam giác đồng dạng theo cái vị trí tam giác nào đứng trước thì mình sẽ lập cái cạnh ở trước, ví dụ như A phẩy B phẩy trên AB, B phẩy C phẩy trên BC, A phẩy C phẩy trên AC. Nhớ nha các bạn, viết tam giác nào trước thì lát cái cạnh đó mình phải đặt trước. Rồi, bằng K theo tỷ số đồng dạng. Bây giờ cô có như sau. Cô sẽ có rằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng K bằng 3 2 phần 3. Vì sao vậy? Bởi vì hai cái tam giác này đồng dạng là A phẩy B phẩy trên AB. A phẩy B phẩy trên AB là 4 phần 6 là 2 phần 3. Như vậy cô có một câu hỏi đặt ra. Là như vậy nếu cô viết ngược lại tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy thì nó sẽ đồng dạng theo tỷ số nào? Các bạn vui lòng suy nghĩ lời giùm cô. Nhớ là tam giác nào viết trước thì mình sẽ viết cái cạnh đó trước. Rồi, vậy các bạn đã có câu trả lời rồi, thì cô cũng giải đáp luôn. Giờ cô có tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy thì cô có được cái yếu tố là ba cái góc bằng nhau. Rồi ngoài ra cô sẽ có được cạnh tỷ lệ là AB trên A phẩy B phẩy, BC trên B phẩy B phẩy bằng AC trên A phẩy B C phẩy và nó sẽ bằng là AB là bằng 6, A phẩy B phẩy là 4, 6 phần 4 là 3 phần 2. Như vậy hai tam giác này nó sẽ đồng dạng với nhau theo tỷ số đồng dạng là 3 phần 2. Như vậy các bạn thấy nè, cái này là 2 phần 3 mà viết ngược lại thì nó sẽ 3 phần 2. Như vậy hai cái tỷ số này đồng dạng với nhau sẽ bị ngược nhau nếu mình viết hai vị trí tam giác nó ngược. Chưa? Rồi. Bây giờ cô có một cái điều đặc biệt nữa. Đó là cô cho hai tam giác A BC và tam giác DF đồng dạng với nhau theo tỷ số K bằng 1. Vậy thì điều gì xảy ra ở hai tam giác này? Hai tam giác đồng dạng với nhau thì cô sẽ viết ra được cái tỷ số là AB trên DE sẽ bằng BC trên EF bằng AC trên DF và bằng 1, bởi vì tỷ số đồng dạng người ta cho. Mà tỷ số nó bằng 1 thì cô sẽ suy ra được điều nữa là AB sẽ bằng DE, BC bằng EF và CA bằng FD. Bởi vì hai cái cạnh bằng nhau thì mới suy ra được tỷ số bằng 1. Đúng đúng các bạn. Hoặc là các bạn có thể làm một cách đó là nhân chéo nó lên á. CA trên FD bằng 1 thì CA bằng FD nhân 1 có nghĩa là FD. Tương tự mấy cái cạnh này cũng vậy luôn. Rồi, trong hai tam giác mà mình có ba cặp cạnh bằng nhau thì hai tam giác này sẽ như thế nào với nhau? Hồi năm lớp 7 mình học, hai tam giác này sẽ bằng nhau. Được chưa? Rồi, như vậy thì cô có một cái kết luận nữa, đó là nếu hai tam giác đồng dạng với tỷ số K bằng 1 thì bằng nhau. Rồi. Đó. Cô mới nói xong. Cô khoa phần nhỏ, B nhỏ tính chất. Tính chất thứ nhất là mỗi tam giác đồng dạng với tỷ
Đó. Tính chất thứ hai, nếu tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng tam giác ABC thì điều lại cũng đúng luôn. Rồi ta nói rằng hai tam giác nó đồng dạng nhau. Tính chất thứ ba, nếu tam giác thứ nhất đồng dạng với tam giác thứ hai và tam giác thứ hai đồng dạng với tam giác thứ ba thì cô sẽ có được là tam giác thứ nhất đồng dạng với tam giác thứ ba. Đây là tính chất bắt cầu, mình cũng khá quen thuộc rồi. Được chưa? Rồi. Để cho cái phần tính chất này nó được hiểu rõ hơn thì mình sẽ qua phần bài tập. Nhưng mà giờ qua phần bài tập thì cô cho các bạn viết bài một tí xíu. Viết nhanh giùm cô các bạn. À. Cô có bài tập số 23 trang 71 trong sách giáo khoa. Ở số 1, hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. Câu này đúng hay sai? Đúng, nãy mình mới làm rồi, đúng không? Hai tam giác nó bằng nhau thì số đồng dạng của nó bằng 1. Nãy mình mới làm ra xong tức thì cô mới giải thích xong cho mình. Bây giờ người ta có một cái ngược lại như sau. Đó là nếu hai tam giác đồng dạng với nhau thì nó có bằng nhau hay không? Thì cô cũng vô tình bấm câu trả lời cho mình luôn rồi là sai. Bởi vì sao vậy? Cô giải thích nha. Bây giờ cô có tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và tam giác ABC. Đây là hai cái hình lúc ban đầu cô giới thiệu cho các bạn đó. Cô có độ dài luôn. Thì các bạn thấy rõ ràng hai tam giác này nó đồng dạng với nhau nhưng mà nó có bằng nhau hay không? À không, bằng nhau, một cái hình lớn, một cái hình nhỏ làm sao mà bằng nhau được, đúng chưa? À, rồi. Câu thứ ba. Tam giác IHK đồng dạng với tam giác MNB theo tỷ số đồng dạng là 2 thì chỉ tỷ số chu vi của hai tam giác này cũng bằng 2, đúng hay sai? Bởi vì cái câu này nó hơi khó cho nên cô hướng dẫn các bạn luôn. À, sau khi hướng dẫn xong thì các bạn chú ý giùm cô là ba cái câu này khá là quan trọng. Do đó cô không có nhiều thời gian để cho các bạn viết viết cái phần giải thích á. Một lát nữa sau khi học xong nếu còn thời gian hoặc là buổi chiều các bạn xem lại video đồng thời viết từng cái mệnh đề ra và từng cái sự giải thích vô giống như là một cách mình đang làm bài tập được không? Bây giờ cô có nè, tam giác IHK đồng dạng với tam giác MN theo tỷ số đồng dạng 2. Thì cô có được cái cặp tỷ lệ là IH trên MN bằng HK trên NB bằng IK trên MB là bằng 2. Thì cô áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau và năm lớp 7 cô lấy ba cái tử cộng lại, ba cái mẫu bằng lại cộng lại. Thì cô thấy trên ba cái tử này cộng lại thì nó chính là chu vi của tam giác IK. Ba cái mẫu cộng lại với nhau thì nó chính là chu vi của tam giác MNB sẽ bằng 2. Như vậy câu trả lời này đúng hay sai vậy các bạn? À, đúng. Được chưa? Rồi, vậy cô đã trả lời xong bài 23 sách giáo khoa trang 71 cho mình. Cô có một cái nhận xét đó là tỷ số chu vi của hai tam giác đồng dạng thì nó sẽ bằng tỷ số đồng dạng luôn. Mình rút ra từ cái mệnh ba này. Rồi bây giờ cô cho một cái tam giác ABC kẻ đường thẳng A song song với BC và cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự N. Chứng minh rằng tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Đầu tiên cô vẽ cái hình trước cho mình xem. Rồi các bạn suy nghĩ coi làm sao cô đi chứng minh được hai tam giác này đồng dạng với nhau. Theo cái định nghĩa mà mình đã học, hai tam giác đồng dạng thì sẽ có ba góc bằng nhau và ba cặp cạnh tỷ lệ sẽ bằng nhau.
Rồi. Giờ cô sẽ viết giả thiết kết luận của bài toán này trước. Các bạn có thể chụp lại màn hình để lát nữa mình viết cũng được ha, mà tốt nhất là xem lại nữa một lần nữa cho dễ hiểu. Rồi, mình có thể đi chứng minh nha. Cô có MN song song với BC thì đầu tiên cô sẽ có góc M bằng góc B, hai góc đồng vị. Góc N cũng bằng góc C, hai góc đồng vị luôn. À, vậy cô có điều đầu tiên. Chưa? Rồi, cô có MN song song với BC thì cô sẽ có được tỷ số AM trên AB bằng AN trên AC và bằng MN trên BC luôn. Đây là định lý và hệ quả của Thales. Rồi, đúng không? Hệ quả của định lý Thales đó. Như vậy bây giờ cô sẽ xét nè, muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng thì mình xét hai tam giác đó. Cô xét tam giác AMN và tam giác ABC, cô có góc A chung nè, góc M góc B nè, góc N bằng góc C nè, nãy cô mới chứng minh cho các bạn xem đó. Rồi cô có được ba cái tỷ lệ bằng nhau. Đây, cô mới chứng minh trên đây luôn. Như vậy thì hai tam giác mà có ba góc bằng nhau, ba cặp cạnh tỷ lệ với nhau thì cô sẽ đi nói rằng hai tam giác này đồng dạng với nhau theo định nghĩa. Chưa? Rồi các bạn viết bài giùm cô. Xong chưa các bạn? Một lát nữa mình đi tiếp ha. Rồi, bài toán này được phát biểu thành một cái định lý như sau. Nếu có một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó sẽ tạo ra một cái tam giác mới đồng dạng tam giác đã cho. Đây là cái hình đây. Nếu có một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra một cái tam giác mới đồng dạng đã cho như này. Xong. Cái giả thiết kết luận của bài toán này. Lý do là cái phần chứng minh của cái định lý này mình đã được làm một cái bài toán ở trước rồi. Do đó mình không cần chứng minh lại cái định lý này nữa nha các bạn. Rồi, các bạn viết bài. Các bạn có thể đánh dấu trong sách giáo khoa. À, các bạn đánh dấu trong sách giáo khoa của mình rồi lát nữa các bạn sẽ viết lại. Hoặc là các bạn sau buổi công chiếu này các bạn xem lại viết. Rồi cô để lại cái định lý cho mình á. Cô có một cái chú ý cho mình là định lý trên cũng đúng trong trường hợp đường thẳng A cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại. Đây cô cho hình hai cái hình. Cái hình thứ nhất là tam giác ABC ở đây. Cái đường thẳng song song nó không có nằm ở trong tam giác mà nó nằm ở dưới tam giác rồi. Thì cô kéo hai cạnh kéo dài này ra. Thì cô được một cái tam giác mới là AMN sẽ đồng dạng với tam giác ABC ban đầu. Đây. Tương tự, cô có tam giác ABC, giờ cái đường thẳng A nó không có nằm ở giữa, cũng không nằm ở dưới mà nó nằm ở trên. Thì cô cũng có một cái tam giác mới là AMN đồng dạng với ACB. Dùng được không các bạn? Nói chung là miễn sao nó có một cái đường thẳng hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra một tam giác mới đồng dạng với tam giác ban đầu. Nhớ cái định lý này. Cái phần chú ý này nó cũng có nằm ở trong sách giáo khoa luôn. Các bạn có thể viết là sách giáo khoa trang bao nhiêu đó. Các bạn vẽ hình đó thì các bạn vẽ hơi lâu. Cái đó các bạn trong sách giáo khoa thì mình sẽ tận dụng ha. Sẽ ghi là chú ý sách giáo khoa trang bao nhiêu đó là được rồi. Rồi. Để kết thúc cái buổi học ngày hôm nay á, thì cô mời các bạn làm giùm cô bài tập số 27 trang số 72. Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM bằng 1/2 MB
kẻ các tia song song với AC và BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N. Hãy nêu tất cả các cạnh tam giác đồng dạng. Bây giờ cô đó nè. Cô vẽ tam giác ABC. Cô lấy từ điểm M, cô lấy một cái điểm M trên cạnh AB, sao cho AM bằng 1/2 MB. Kẻ MN song song, ML song song. Thì các bạn nhớ giùm cô nè. Người ta kêu là vẽ song song đúng không? Mình mới học xong một cái định lý là nếu có một đường cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì tạo ra một tam giác đồng dạng. Mình sử dụng định lý đó, mình áp dụng vô bài tập. Tập của mình quá là đơn giản. Các bạn thử làm giùm cô coi, mình tìm ra coi tam giác nào. Các bạn cô chấm. Rồi, các bạn thấy nè. Đây, cô tô đen tam giác AMN. Sao vậy? Bởi vì cô có cạnh MN BC đúng không? Vậy cô có một cái tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC chưa? Đó. Đây là MN song song với BC thì tạo ra một cái tam giác mới là AMN đồng dạng. Đó, mình áp dụng được. Đấy, tương tự. Giả sử cô có cạnh ML song song với cạnh AC thì điều đó tam giác BML sẽ đồng dạng với tam giác BAC bởi vì có cạnh ML song song nè. Được chưa? Vậy thì cô giải nha. Rồi, tam giác ABC có MN song song với BC thì cô có tam giác AMN đồng dạng với BC theo định lý. Tương tự luôn thì cô có được tam giác MBL đồng dạng tam giác ABC theo định lý. Rồi các bạn nhìn thấy này, các bạn có thấy những gì không? AMN đồng dạng với ABC, MBL nó cũng đồng dạng với ABC luôn. Vậy hai tam giác này nó có mối liên hệ gì với nhau không? Hai tam giác AMN và tam giác MBL có mối liên hệ gì với nhau không? À, nó cũng sẽ đồng dạng với nhau theo tính chất bắc cầu. Được chưa các bạn? Rồi dễ không? Dễ ha, rồi các bạn viết bài vô dùm cô. Chưa? À, các bạn về nhà học lại định nghĩa, định lý, tính chất hai tam giác đồng dạng là bài tập 24, 28, trang 72 khoa bài 2 trong đề toán của trường 2. À, các bạn sau bài học ngày hôm nay thì các bạn nhớ được gì? Đó là hai tam giác đồng dạng. Đồng dạng này có ba góc bằng nhau, có ba cái cặp cạnh tỷ lệ sẽ bằng nhau. Rồi nhớ cái định lý nè, cô nhắc ha. Nếu có một cạnh cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh còn lại thì tạo ra một cái tam giác mới đồng dạng. Chưa? Rồi cô chúc các bạn học tập ôn bài làm bài tập thật là tốt. À, các bạn nhớ ghi bài đầy đủ, nếu không xem xong ghi kịp thì xem lại để ghi bài đầy đủ, là bài tập đầy đủ nha các bạn. Thôi cô chào các bạn.